Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 2905 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với mức độ theo từng cấp độ nguy cơ, bắt đầu thực hiện từ 8 giờ ngày mai, ngày 5 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó có 3 mức độ nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn được thành phố đưa ra gồm nguy cơ rất cao, vùng đỏ, nguy cơ và nguy cơ cao, vùng vàng và nguy cơ thấp, vùng xanh. Cụ thể đối với vùng đỏ, thành phố tiếp tục áp dụng biện pháp theo quy định tại quyết định số 3986 của Bộ trưởng Bộ Y tế, công điện số 1168 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với vùng vàng, bao gồm cả vùng, điểm xanh ở các khu dân cư tại các phường xã vùng vàng, áp dụng các biện pháp theo tinh thần chỉ thị số 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tiếp tục yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động với các điều kiện, biện pháp như sau phải có giấy đi đường có mã QR kèm theo giấy tờ tùy thân, thực hiện nghiêm quy định 5K, không tập trung quá hai người tại nơi công cộng, đào tấm che mặt trong suốt khi tham gia hoạt động giao tiếp trực tiếp, thực hiện di chuyển theo nguyên tắc một cung đường, hai điểm đi đến và ngược lại. Cùng với quy định trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng cho phép người dân trong vùng vàng cũng được phép ra khỏi nhà đến mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc trong phạm vi cùng thôn, tổ dân phố trường hợp cần thiết đi ra khỏi phạm vi thôn, tổ dân phố để mua hàng tại các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc thì phải có giấy đi đường do ủy ban nhân dân phường xã cấp. Các công ty thương mại đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chủ cửa hàng tiện lợi, chuỗi siêu thị mini, các điểm bán hàng tại khu dân cư, điểm bán hàng tại một số chợ chỉ được bán hàng thông qua các tổ chức cá nhân được phép hoạt động, không được bán trực tiếp cho người dân. Với hoạt động tang lễ và dịch vụ tang lễ không để đám tang quá 48 giờ chỉ được tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng, chỉ được sử dụng phương tiện ô tô để đưa tang. Trường hợp đoàn xe đưa tang ra khỏi thành phố phải có xác nhận của chính quyền địa phương, phường xã. Đối với vùng xanh, thiết lập theo quy mô các phường xã khi 14 ngày liên tiếp không có ca bệnh nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày một lần. Mỗi hộ gia đình chỉ được một người đi chợ và phải có giấy đi chợ mã QR hợp lệ theo quy định. Hoạt động tài chợ phải có vách ngăn giữa người bán, người mua và tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Người dân được tập thể dục đi bộ ngoài trời và tham gia các hình thức thể dục khác tại nơi công cộng trong phạm vi bùng xanh, khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng, không được phục vụ khách tại chỗ.